nó dư một người nè, một hàng 10 người thôi. Alo, xin nhắc lại là các thí sinh mà chúng ta thi đấu ấy, thì nếu chúng ta không trả lời đúng câu hỏi thì đề nghị chúng ta qua đứng dậy mang bảng chúng ta để nguyên ghế chúng ta qua phía bên tay trái tôi, chúng ta đứng bên này để chờ đến được cứu trợ. Và ở đây nói luôn là các em chúng ta thi đấu là không được gian dối, đúng thì chúng ta ngồi lại, còn sai thì tự giác chúng ta đứng dậy. Còn ở dưới chúng tôi là có ban giám sát, đề nghị khi nào mà MC cho câu hỏi thứ hai chúng ta mời ra sàn thi đấu rồi chúng ta mới tiếp tục. Đề nghị các em mà chúng ta thi đấu ấy, tự áo khoác bỏ kẹp ra. Đấy, các anh chị hôm nay sử dụng công nghệ thông tin lên lên, chúng ta cởi áo khoác, đặc biệt là điện thoại không được sử dụng. Gửi cho các bạn chúng ta chưa?